Chiều ngày 25 tháng 7 năm 2014, tại trụ sở trung tâm số 26 phố Nghi Dũng, quận Ba Đình, Hà Nội, ban lãnh đạo cùng cán bộ Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam trân trọng đón tiếp giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam cùng phu nhân và các cộng sự tới tham quan trưng bày Khát vọng học hỏi và sáng tạo. Được chứng kiến những thành công bước đầu trong hoạt động sưu tầm và nghiên cứu về lịch sử cuộc đời của các nhà khoa học Việt Nam, Trung tâm đã và đang tiến hành trong hơn 5 năm qua, giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu nhận định. Đây là sự khởi đầu, nhưng đây sẽ là một công trình hết sức vĩ đại, một hình thức lưu trữ di sản hết sức độc đáo. Ông bày tỏ. Tôi chưa hề trông thấy một cái bảo tàng, một cái kho di sản nào như thế này cả. Nhiều cái khác là thấy rồi. Đây là một cái ý tưởng rất mới, rất là hay. Cái điều quan trọng là đời sau khi mà người ta viết lại lịch sử một cái ngành nào đó, người ta tìm đến đây, người ta có tư liệu. Cho nên là có thể là có những cái chuyện mà của một cái năm nào đó, đó thì ở cái khoảng thời gian đó nó không có ý nghĩa lắm. Nhưng mà đến bây giờ phải lục lại, xem lại những tư liệu mới thấy là hết sức là quý giá, tìm bây giờ không ra nữa. Chị bày đến tuyệt vời. Tất nhiên là phải nói là những cái tư liệu mà quý nhất, đặc biệt là có những như là con người như là giáo sư Tôn Thất Tùng, giáo sư Nhân, mà nói toàn là những người mà kiệt xuất. Và cái thứ hai là các vị đó đã làm nên công trạng trong một cái thời kỳ lịch sử mà oai hùng nhất của dân tộc. Rồi sau này cuộc đời nó bằng phẳng, khó mà có thể có những cái xuất hiện được những cái vị anh hùng như vậy được.